lại đây. Đây đây là mấy bạn cùng học 30 năm mới gặp lại đó. Đây là mấy bạn trai. Đây là các bạn học cùng lớp, đang đi học lớp này. Đây, đây bạn Hải, đại gia. Đại gia bán điện thoại. Tập thể không thật sự là không phải hôm nay bạn bạn Hạnh
rất mong là mọi người ở trong ta là ở trong lớp là thông cảm vấn đề này. Còn có lẽ là đến giờ phút này thì tôi đã chốt lên danh sách như là cuối cùng rồi, có lẽ còn có một bạn chính nữa thì nếu mà đến được nghĩa là cũng là người cuối cùng thì cũng không phải đợi một người mà ta phải ngồi lâu. Sân chơi của mình ở trên tầng 2, chúng tôi đã trang trí và bày trên đấy rồi. Xong đây thì bác Giòn có ý kiến hoặc là anh em có ý kiến gì không, ta tôi xin phép về cách. Đây là hôm nay là họp lớp, mình về Việt Nam nhân dịp họp lớp là đây tất cả các bạn của mình đây. Đây ăn món lẩu. Chân giò hầm thuốc bắc. Đây là món dê hấp. Đây là món gà hút muối. Đấy. Đây là món gì? Hả? Đây là món gì? Đây là món gì? Đấy, đấy, quay được hết. Cứ tự nhìn. Không quay. Đây là sốt mè đen. Cảm ơn bạn. Thế này, lần này, ba mấy lần rồi.
mình ít thôi nha. Chào bạn, mình ít thôi nhá. Bạn Hiên ơi, cho tớ mượn cái cốc, tớ cho một tí thôi. Đây đây rượu. Rượu rượu à này. Sao lại cụm tay không? Đây là năm mới rồi, chúc bạn mạnh khỏe nhá, làm và ăn phát tài. Việt Nam này mọi người.